game eSports đều là những game có tính cạnh tranh cao. Những người chơi có tinh thần thể thao cao sẽ nghiêm túc ngồi chơi, nghiên cứu để có thể trở nên giỏi hơn trong game mà họ đã chọn. Thế nhưng, có những thành phần tiêu cực của game vẫn tồn tại, khiến cho những người chơi nghiêm túc thấy khó chịu vì những thành phần phá hoại này. Và sau đây, tôi sẽ nói về hai vấn nạn nghiêm trọng nhất trong game đối kháng mà anh em có thể sẽ gặp phải trong quá trình chơi game và tryhard. Các nhà phát triển đang rất nỗ lực trong việc ngăn chặn bọn phá hoại game này rồi nha anh em nhé. Và những thành phần này cũng chỉ là thiểu số thôi, nên anh em cứ yên tâm tận hưởng game đi. Và vào intro thôi. Tức là việc người chơi cố tình thoát ra khỏi trận đấu khi mà thấy mình sắp thua là một cái vấn đề phổ biến trong game đối kháng và đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên cộng đồng và trải nghiệm chơi game. Thứ nhất là nó sẽ phá hỏng trải nghiệm chơi game. Khi một người rage quit, trận đấu sẽ bị gián đoạn đột ngột, gây cảm giác khó chịu và thất vọng cho đối thủ. Đặc biệt là khi họ đang ở trong một trận đấu căng thẳng hoặc chiến thắng lại đang trong tầm tay rồi. Điều này làm mất đi tính liền mạch và sự thỏa mãn trong trải nghiệm chơi game. Những game cũ như Tekken 7 lại không hề có những hình phạt nào dành cho những người chơi quit giữa chừng, nên những cái thành phần này thường xuyên quit trước khi thua để bảo vệ rank, thậm chí là bảo vệ cả win streak. Và giờ đây, may là Tekken 8 là cũng đã có những hình phạt đối với những hành động kể trên, thậm chí là ban luôn nếu nặng. Rage quit có thể lan truyền ra một thái độ thi đấu không lành mạnh, khiến cho người chơi trở nên ít tôn trọng nhau hơn, và nó khuyến khích một tư duy là không chịu thua. Thay vì khuyến khích một tinh thần học hỏi và phát triển từ thất bại, thì điều này sẽ làm giảm chất lượng cộng đồng game, biến nó thành một nơi đầy sự thiếu tôn trọng và cay cú. Trong các trò chơi có hệ thống xếp hạng, rage quit có thể làm sai lệch điểm số xếp hạng của người chơi nếu không có biện pháp xử lý thích hợp. Những người chơi có thể lợi dụng rage quit để có thể tránh bị mất điểm khi thua, dẫn đến một hệ thống xếp hạng không công bằng và không phản ánh được chính xác trình độ thực sự của người chơi, gây thêm áp lực cho nhà phát triển, buộc các nhà phát triển game phải đầu tư thêm thời gian và tài nguyên để tạo ra những biện pháp xử lý như là hệ thống phạt, giới hạn chất trận đấu hoặc các biện pháp chống rage quit. Điều này làm cho quá trình phát triển game và cải tiến game bị chậm lại, đồng thời tạo thêm nhiều gánh nặng cho nhà phát triển trong việc duy trì và trải nghiệm chơi game công bằng. Chủ đề gian lận trong trò chơi điện tử là một trong những cuộc tranh luận nóng bỏng và gay gắt nhất, đặc biệt là khi nó liên quan đến các game có tính cạnh tranh cao như Valorant, Dota, Counter-Strike và một số những tựa game khác. Các game đối kháng cũng không ngoại lệ, vẫn tồn tại những e ngại về việc những người chơi có thể đạt được những lợi thế không công bằng trong các trận đấu. Mọi người gian lận vì nhiều lý do, nhưng mà theo tôi thì không có những cái lý do nào hợp lý cả. Từ việc mà họ có cảm giác xứng đáng được chơi ở hạng cao hơn, như thể là họ đang bị Hell Elo. Có những thành phần cho rằng là ai cũng gian lận, nên nếu họ có gian lận thì cũng không làm sao cả. Hoặc đơn giản là họ coi game chỉ là những trò chơi vô bổ và gian lận một chút cũng chả làm sao. Thực sự là có rất nhiều lý do để cho bọn hacker có thể bào chữa cho những hành động của mình, và tất cả đều mặn chát như nước biển Đông vậy. Và gian lận là gì? Gian lận trong game có thể định nghĩa là sử dụng mọi cách để có thể lấy được những lợi thế không công bằng cho một cá nhân hoặc một đội so với đối thủ cạnh tranh. Trong những game phải sử dụng thông tin có được của đối thủ để có thể đưa ra được chiến thuật hợp lý như dòng game FPS, kẻ gian có thể sử dụng Warhack để nhìn xuyên tường và biết được chính xác là đối phương đang ở đâu, làm gì và sóc lọ như thế nào. Những công cụ này tạo ra một sân chơi không công bằng, mang lại cho bọn hacker nhiều thông tin hơn đối thủ, với cái giá của những công cụ này là rất phải chăng, và nó tràn lan ở trên mạng. Tuy nhiên thì những loại gian lận này lại rất hiếm gặp trong những game đối kháng do tính minh bạch của game này, bởi thông tin về những thanh máu, thanh lực đều xuất hiện ở trên màn hình. Ở Street Fighter 6 chúng ta còn biết được luôn là đối thủ sử dụng Modern Control hay là Classic Control, Tekken là Special Style. Không có bất kỳ thông tin nào bị ẩn đi, mà cung cấp hết sạch cho hai người chơi toàn bộ những thông tin. Loại gian lận phổ biến tiếp theo chính là aimbot. Đây là ví dụ điển hình trong các game bắn súng. Người dùng không cần phải có bất kỳ các động tác tay phức tạp nào để có thể kết liễu đối phương. Tầm cứ tự động nhảy vào đầu địch, và những gì mà bọn hacker cần làm đó chính là click nút bắn. Tương tự như game đối kháng, chúng ta có auto blocking khi mà nhân vật của người chơi tự động chặn các đòn tấn công của đối thủ. Ngoài ra còn có cả macro để thực hiện một loạt những thao tác phức tạp chỉ với một nút bấm. Ở Tekken 8,
thì macro thường được sử dụng cho những kỹ năng khó như Korean Backdash, Wave Dash, Perfect Electric Wing Godfist, bla 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 còn nhiều lắm. Gian lận qua phần cứng là một vấn đề phức tạp hơn vì nó thậm chí còn mờ ám hơn. Như các thiết bị điều khiển hitbox từng đã bị coi là gian lận vì nó cho phép người chơi thực hiện các lệnh điều khiển đồng thời mà hầu như không thể thực hiện được trên các arcade stick. Làm sao mà chiếc stick có thể bấm được đồng thời cả nút tiến và nút lùi? Tuy nhiên thì theo thời gian thì các thiết bị này trở nên phổ biến hơn và ít người coi chúng là gian lận hơn. Rất nhiều tuyển thủ pro đã phải chuyển từ stick qua hitbox để có thể chơi vì những lợi thế mà nó có thể mang lại. から上っていうコマンドなんで、そのニュートラルの最中に相手の攻撃を食らっちゃうことっていうのがあるんですよ。ただヒットボックスの場合はその下から上の間にニュートラル通らないんで、ガイルがしゃがんだ状態から無敵状態になってサマーソルトを打てるとか、そういうのは理論上可能だろうなと思ってたし、実際やってみたらできてすごく有効だったので、ngoài các hình thức gian lận truyền thống, có một yếu tố khác, đó chính là trò chơi tâm lý trong môi trường thi đấu. Những chiến thuật này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ, khiến cho họ mất tập trung và từ đó dẫn đến thất bại. Ví dụ là tại giải đấu Dragon Ball FighterZ trong EVO 2018, Sonic Fox đã yêu cầu đổi vị trí sau khi bị Goichi reset cái Grand Final. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vì có những bộ phận người xem cho rằng đây là một cách để làm giảm sự tập trung của Goichi. Và đưa Sonic Fox đi đến chiến thắng. Liệu anh em có lo lắng về việc đối thủ gian lận trong các trận đấu không? Có lẽ là không cần thiết. Những xác suất mà anh em gặp phải những bọn dùng macro hoặc là script tự động là rất thấp, và lợi thế mà chúng mang lại thì cũng không đủ lớn để có thể đánh bại được kỹ năng của anh em khi chơi game, đúng không? Kiểu anh em sẽ thấy chúng nó đần thực sự luôn. Còn nếu mà anh em cảm giác như là ở trên mạng có nhiều hack quá thì anh em hoàn toàn là có thể chơi rủ những anh em chơi cùng. Và giới thiệu với anh em thì bọn mình cũng đang xây dựng một cộng đồng bao gồm những anh em mới tập chơi, rất phù hợp và thân thiện với những anh em newbie đang tìm đến một bến đỗ để có thể tập tành, trao đổi kinh nghiệm và dễ dàng tìm được người cùng trình để chơi. Ngoài đối kháng thì anh em cũng tập trung rất đông ở phần voice sảnh để chơi thập cẩm các loại game từ Liên Minh cho đến Elden Ring. Nói chung là đông và vui lắm. Link vào Discord ở dưới phần mô tả nhé. Và clip về vấn nạn của game đối kháng đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để có thể hóng thêm được những content như thế này nha. Nhiệm vụ của Nobby đến đây là hết rồi. Bye bye anh em nha.